Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật. Chủ đề nhà bếp phần 2. Học từ vựng tiếng Anh. Theo chủ đề nhà bếp. Phần 2. Số 1 là deep liner là giá để đĩa cho ráo nước. Giá để đĩa ráo nước. Deep liner. Số 2 Spider là giá để gia vị. Giá để gia vị. Số 3 là oven là lò nướng. Oven là lò nướng. Số 4 là toaster là lò nướng bánh mì lát. Lò nướng bánh mì lá. Số 5 là mirror là lò vi sóng. Microwave oven là lò vi sóng. Microwave one. Số 6 là rất là ly cốc. Rất là ly cốc. Số 7 là food processor là máy chế biến thức ăn. Máy chế biến thức ăn. Food processor. Số 8 là coffee mug là máy pha cà phê. Coffee mug là máy pha cà phê. Số 9 là mixer là máy trộn.
Mi xưa là máy trộn. Mi xưa là máy trộn. Deep liner là giá để đĩa ráo nước. Spray rack là giá để gia vị. Oven là lò nướng. Tao tơ là lò nướng bánh mì lá. Microwave oven là lò vi sóng. Plug đó là ly. Food processor là máy chế biến thức ăn. Coffee mug là máy pha cà phê. Michelle là máy trộn. Xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà bếp phần 2 tới đây ạ.